Chào mừng các bạn hôm nay. Ủa quên, con cho máu muốn. Hôm nay đi. Rồi, con đánh dấu rồi đấy. Như vậy là bạn Ủa quên chọn màu xanh là cây. Xanh là cây tiếng Anh đọc với chị Ủa quên nè. Green. 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 Con đánh dấu. Con cũ hả? Cũ sẽ chọn pink. Pink. Như vậy là bạn Owen chọn màu green, con cô chọn màu hồng. Rồi, luật chơi rất vô cùng đơn giản. Đó là cô sẽ chỉ từ và bạn Owen sẽ đọc từ. Với những từ đọc đúng, nếu bạn Owen đọc từ đúng, cô sẽ là tô cái chữ hình chữ đó. Còn nếu Owen đọc chưa đúng là ô quên tôm, cô nọ tôm. Ok. Rồi, anh ready, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng tiếng Anh là chi? I'm ready. I'm ready. I'm ready. Rồi, chừng này. Pasta. Đọc chậm chậm lại nè. Pasta. Yes, rồi, ô tô. Rồi. Popcorn. Đúng nhỉ, dễ sợ. Kiểu này cô có nhiều việc để làm hè. Pizza. Pizza. Kitchen. Kitchen, gần ép với nha. Kite. 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 Yeah, kite. Bike. Bike. Yes, hay quá. Giỏi quá. Sail. Sail. Sand. Sand. Cô làm việc nhiều vậy. River. River. Trời ơi, cô làm việc nhiều nãy giờ ốm rồi tốt. Râu. Rồi. Rain. Rain. Rainbow. Rainbow. Rồi anh tô chữ này đi. Đó. Chữ này đọc lá. Rainbow. Rainbow. Questa. Thử lại try đi. Con đang làm được rồi. Quest là đúng rồi, con đến lá. Quest. Question. Yes, rồi, cô tô. Cái đi đặng nó phải tối thiệt là đẹp này. Quiz. Quiz, giỏi quá. Square. Giỏi quá. Out. Giỏi quá. Box. Giỏi nè. Fox. Giỏi. Chút. Đúng rồi, chút. Rất giỏi luôn. Cái này chắc cô phải tố đây đấy. Con đọc ấm cuối rất là hay quá, cho nên cô phải tố hết màu hồng đi, cô mình thấy cảm thấy lạ tay. Chút. Rồi. Cherry. Hay quá. Chà, đọc hay quá đi, cô phải tố tròn luôn này. Từ đọc hay quá là tôi cũng phải tô tròn cái ô đi, cô mới thấy đã. Rồi. Cam. Chà, các bạn ơi, ô quên giỏi quá. Wow. Tô thế này mới đã này. Đọc hay quá cho nên cô phải tô. Cô muốn tô đi, đã. Van. Volleyball. Từ nay bà ấm tiệc của con nhớ giỏi rí. Cảm ơn con nha. Nhờ con đọc đúng mà cô tố được đà rí. Tố được tròn tròn chứ tròn cái ố đi luôn nè.
Ừ. Tuyệt vời, ông ngọt chơi nhá. Mèo. Trắng trắng trắng. Chí. Rồi. Vi li. Vi đúng rồi nè. Vi. Village. Đúng rồi, village. Giỏi quá. Ồ. Màu xanh này hợp với màu hương này. Nhìn đẹp đẹp quá hè. Tiếp tục nào. Một loài mà con rất thèm ăn. Đặc biệt là những ngày mùa hè làm món xin tổ. Úi trời. Tán chạy cái vị kém trong miệng. Ngọt nào. Gió. Một loài vừa chua chua vừa ngọt ngọt. Đúng rồi. Đưa tiếng ảnh, thầy cô đôi tiếng ảnh, tiếng ảnh. Yogurt. Em tô đi. Vừa khác rồi ta tiếp. Sao ạ? Từ từ chứ. Yogurt. Em vừa tô, em vừa để em đâu mình là yogurt. 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 Đây nè. Cái này là chi? Khoai mỡ là răng nè. Yams. Ồ hú, đọc hay quá. Tuyệt vời luôn. Zozos. Giỏi. Tiếng của con nó có thể cũng rõ hơn rồi nè. Mà đọc cũng hay hơn nè. Vài bờ cô cho thu âm ấy nhá. Yogurt. Ơ, cái này là chị cô quên rồi. Cái này phải yogurt đâu. Luôn. Zozos. Ôi đúng rồi, máy chứ, máy bằng nhắc cô nè. Không quên nhá. Zi. Zebra. 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 Là con gì? Zebra. Là con ngựa vằn. Ừ, ngựa vằn. Ơ, em tối nhá, cô quý. Cái này đọc là gì hết? Zebra. Zebra, em chỉ A nhá. Zebra. Zebra. Rồi. Từ này đây, hai chữ này là được. Đúng rồi, nhưng đọc rõ ra một tí nữa là gì? Zoo. 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 Sorry, zoo. Zoo. Rồi, là gì? Là nơi gì? À, sở thú. Đúng rồi, chà, hay quá, ngầu quá. Học cho tôi dạo này đẹp trai thế. Zoo. Ừ. À, bò ú. À, đúng rồi, bò ú. Bò, giống như bò mình cũng là zoo. How many green do you have? How many green? Green. Bao nhiêu cái green? Ba. Ba là đọc là gì? Ba là đọc là sao vậy? Three. Đúng rồi. Rồi three. Như vậy là cô thua. Vâng. Như vậy là con thắng à? Trời ơi! Tỷ số. Tỷ số là mấy? Số. Là cô ba. Con bao nhiêu? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 10, rồi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đúng rồi. 20, 21,
1 2 3 1 2 3 đúng rồi, 23 rồi. 1 2 3 4 1 2 4 24 okay. 1 2 3 4 5 6 26 rồi. Nào, ê. 1 2 3 4 5 6 7 27 okay. Yeah. Thank you everyone. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Như vậy là bao nhiêu? 17. Hả? 27 và 17 à? 27 con. 27. Để đó cô gửi cho con. Ui, con nhớ được 27. Chắc đọc rồi à? Ngâu rứa. Em tưởng xem được 27 được 27. Từ từ, bây giờ em có thể đếm việc mà đây cứ vài bữa rồi cô cho. Tối nay là cô cho con link để đếm từ 1 đến 50. Tiếng Anh để về nghe nhé. Dạ. Em đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cái này đếm không? Cái này không? Cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ui rửa là con nhớ được 27 từ rồi. Cách đọc 27 từ rồi. Ngô à. Rửa là con gì kỳ thị quên 3 từ thế này. Chúc mừng thầy giáo tiếng Anh tương lai nha. Con đã chạm thêm một nấc thang để bước tới. Buộc dạ. Video xin dừng lại tại đây. Ui, dài 14 phút luôn. Cảm ơn mọi người nha.